Dự án MV ca nhạc với tên gọi Việt Nam quê hương tôi là một trong những dự án mang tính cộng đồng sâu rộng. Tác phẩm Việt Nam quê hương tôi của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận là ca khúc được chọn cho dự án âm nhạc cộng đồng này với sự quy tụ tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ và nhân dân 2000 Nam Bắc. Giống như các MV cộng đồng trước, Quân cùng các nghệ sĩ đã làm, đó là sự mà chung tay của mọi người trước một vấn đề nào đó của đất nước. Bên cạnh đó thì mọi người sẽ có một đi của quan điểm để mà thấy được là Việt Nam luôn luôn muốn hòa bình, muốn làm bạn bạn ở Nam Châu. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn là những người mà luôn sẵn sàng đấu tranh bảo vệ được lãnh hải lãnh thổ của đất nước. Đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ Minh Quân cùng các nghệ sĩ của Việt Nam cùng góp sức chung tay tạo nên những dự án âm nhạc mang tính cộng đồng như thế này. Những tác phẩm đó đã gây được tiếng vang lớn trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Chúng tôi muốn nói lên tiếng nói của người dân nước Việt, hát lên tiếng hát của quê hương đất nước mình và khẳng định một điều chắc chắn rằng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Điều đó mãi mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, không có gì thay đổi được. Chúng ta hãy làm những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất để có thể bảo vệ hay là gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đó là mình nghĩ rằng là những cái điều mà bất cứ ai là người con Việt Nam đều có thể làm được. Với dự án lần này, tác phẩm Việt Nam quê hương tôi của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng, người đã hòa âm ca khúc Tiến quân ca năm 2014, sẽ đảm nhiệm vai trò hòa âm phối khí làm mới giai điệu cho ca khúc. Và ca khúc sẽ được thu âm gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh, lời Anh do ca sĩ người Mỹ Kiowok biên dịch. Qua MV ca nhạc này, cùng với việc các nghệ sĩ muốn giới thiệu với bạn bè Nam Châu về đất nước và con người Việt Nam là sức mạnh của sự đoàn kết, tình yêu nồng nàn, lời khẳng định mạnh mẽ với thế giới về chủ quyền biển đảo.